Nó trời nó lừa em rồi má ơi, chồng biết dành giùm được bao nhiêu tiền. Mua cục đất rồi bây giờ bán không được, xây nhà cũng được nữa, nợ ngân hàng nó xiết hàng tháng rồi. Thôi tôi nhảy lầu tôi chết luôn cho rồi đi. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn đến với chủ đề vlog bất động sản. Thì nãy giờ làm vlog nhiều quá mỏi chân ngồi bạn ha. Bạn thấy cái ngồi cái bàn này giống cái sàn chưa? Giống cái sàn bất động sản chưa? Ví dụ bà là khách hàng bạn ngồi đây, Duy bán hàng ngồi. Thì bất động sản là rộng lớn mênh mông. Ngày hôm nay Duy sẽ trình bày một vấn đề căn bản là về quy hoạch. Nghe chữ quy hoạch là sợ lắm mà, thật sự. Nhưng một bất động sản nó chết vì quy hoạch mà nó cũng giàu nhờ quy hoạch. Vậy thì đầu tiên khái niệm quy hoạch là gì? Đúng không? Tất cả những thứ không tự nhiên sinh ra và mất đi mà nó do quy hoạch mới có. Giống như khu nhà đây, khu tên lửa Bình Trị Đông B đó, ngày trước ra muốn không à, mà bây giờ nó lặng dày, thì đó là quy hoạch, đúng không? Rồi phía đằng sau nhà quận 7 của tôi 102 Lý Phục Mang á, bây giờ nó đang là sông, nó đang là mương, nhưng mà chỗ đó quy hoạch là công viên Hương Tràm đó, công viên Hương Tràm đẹp đẳng cấp. Vòng vòng ở đó có những tòa nhà đang xây thì nó quy hoạch cái gì? Dự án Ecoreal. Thì tất cả mọi thứ nó muốn đẹp được á thì nó phải là quy hoạch. Còn nếu mà nó không quy hoạch, nó chỉ là những cái nhà lụp xụp của dân thôi, hoặc là nó là bãi đất trống, hoặc nó rừng rú, hoặc cái gì đó, thì quy hoạch là gì? Quy hoạch là quy hoạch thành hạ tầng. Thì trong hạ tầng có cái gì? Hạ tầng nó có nhà ở, nó có công viên, nó có đường giao thông, nó có tượng đài nghìn tỷ ra nọ ABC, nó có nhà máy, nó có khu công nghiệp, tất cả kiểu, thì đó là cái quy hoạch. Thì bất kỳ một cái địa phương, một cái thành phố, một cái quận, một cái huyện nào đó thì nó cũng phải có bản đồ quy hoạch cho cái địa phương đó. Còn nếu mà cái chỗ đó nó chưa có bản đồ quy hoạch đó là đang làm bản đồ quy hoạch đó. Mà đang làm bản đồ quy hoạch đó thì cái chỗ chưa quy hoạch xong á thì đất cát rất là phiêu lưu mấy em, nguy hiểm cực kỳ, cũng chưa biết được đường nào mà đỡ, đúng không? Thí dụ như nó thấy cái chỗ đó chưa quy hoạch, tự nhiên nó vô nó làm đường, nó làm đường bằng cờ, xong nó phân lô, nó bán nền thoải mái, nhà nước chưa cho phép, rồi dính vô dự án ma chết. Chết. Còn khi mà tụi em á đã mua đất á mà nó chỗ đó nó đã quy hoạch rồi, nó hoạch cụ thể, mình phải biết nó quy hoạch cái gì. Nó thì chúng ta mua chúng ta rất là an toàn và rất là an tâm. Như vậy thì á, cái vấn đề chính của video ngày hôm nay á là chúng ta nhận biết được khu quy hoạch. Để làm sao nhận biết được? Có những dấu hiệu sau đây để nhận biết. Thứ nhất, đi tới mấy chỗ mà kiểm tra bất động sản á, kêu xin bản đồ quy hoạch ra coi. Mà xin cho vui thôi chứ mày coi mày hiểu gì? Không hiểu đâu. Giờ nhìn thực địa nè. Nhìn thực địa nha. Thực địa là gì? Thực tế đó. Thí dụ như em mua đất, tự nhiên thằng cò kia không biết nào nó chỉ cho em tới khu đất mà trống lỗng trống lóc rồi, không có gì trơn trọi hết đó. Không có gì trơn hết đó. Thì em dám mua không? Rẻ luôn. 10 triệu mét. Sau này mở đường phân lô ra 500 triệu mét. Thì ghê không? Thấy ảo không em? Yes. Thì cái chỗ đó quy hoạch chắc rồi đó. Mà quy hoạch cái gì thì mình chưa biết. Còn nếu mà tại cái chỗ đó không quy hoạch, tại sao không có ai ở trơn vậy? Đó, thì em cứ nhìn đi, chỗ đó xây cái nhà gì, có nhà hay không? Đúng không? Chỗ đó không có nhà chắc chắn là quy hoạch rồi. Wow. Quy hoạch gì thì không biết, mà mình biết nó có quy hoạch trước đó đã. Mà biết quy hoạch thì thôi, chạy đi, chơi chị bà, đúng không? Nên cuộc đời của Duy khi mà Duy đi mua đất là Duy phải kiểm tra trước coi mày có quy hoạch hay không quy hoạch. Dấu hiệu nhận biết của đất quy hoạch: giá rẻ, giá rẻ, tỷ lệ tăng giá cao. Giống như nói thôi giờ anh Duy mua đi đất này 100 triệu, sau đó phóng lộ nó lên là 300 triệu. What? Rồi một phát một phóng mẹ cái miếng đất mình luôn, đúng không? Đúng không? Phóng mẹ miếng đất mình luôn đó. Nên mua đất á, hạn chế mua ngay chỗ gốc hai mặt tiền nha. Gốc hai mặt tiền là giao hai lưỡi đó. Mấy em đừng tưởng hai mặt tiền ngon. Ồ, đồng ý hai mặt tiền ngon thiệt. Nhưng mà khi tụi em á, hai mặt tiền lên á, mà
mà phóng lộ một cái á, là miếng đất gần như banh, không còn gì đó. Mà nếu lỡ hai mặt tiền nha, nó khuyến mãi thêm cái bồn binh nữa, là cái như nhà mà cái đó 100m cũng banh nữa. Có hết đó em, vay đùa đó. Nhiều khi mấy người ta biết á, chỗ đất quy hoạch nên nó bán rẻ cho mình, mình ôm vô một cái dính, hiểu không? Nó nên về giao thông, thấy cái chỗ đó lụp xà lụp sụp, quy hoạch chắc rồi, khỏi bàn. Thí dụ như em đi trên đường, em thấy cái nhà mà xây thục vô trong nhiều quá vậy, giống như nhà quận 12 của anh đó, nhìn đi. Ủa sao cái nhà xây thục vô trong nhiều quá vậy? Thằng Duy Nguyễn này nó bị điên nè, tự nhiên nó mua đất Sài Gòn làm sân. Nếu mà bạn có suy nghĩ đó thì bạn đang điên. Tao lại mày nha, không có con nào mà nó dư tiền nó mua đất mà làm sân hết á, trừ khi dưới quê thôi. Nếu mà nhìn cái đường Lê Văn Khương quận 12 chắc chắn là quy hoạch hai bên đường. Quy hoạch làm gì? Thì nằm trên đường thì quy hoạch mở đường chứ làm gì? Thì chắc chắn đường đó sau này sẽ mở, chừng nào mở thì không biết. Chờ đâu có tiền thì mở, không có tiền để nó hoài vậy đó. Cái việc mà để hoài thì thành cái gì? Quy hoạch treo. À, cái quy hoạch treo này ác lắm á. Cái quy hoạch treo này giả mang lên phải chơi đâu. Lên bờ xuống ruộng là tại quy hoạch treo á. Quy hoạch treo á là cái thứ quy hoạch mà nó nói mà không làm. Không biết chừng nào làm treo đầu vô hoài. Không làm ăn gì được hết em. Thí dụ như nhà tụi em á mà nó nằm ở trong khu quy hoạch treo á, tìm cách chạy đi. Anh nói thiệt, tìm cách chạy thì đừng chống cự bụng bự. Đã là quy hoạch treo thì hạ tầng không phát triển, đường xá không phát triển, điện không phát triển, internet dẹp luôn, đưa thư khỏi tới luôn. Cái chỗ đó sống không bằng chết. Đó là quy hoạch treo. Đó. Còn ví dụ như em đi tới một cái khu nào đó mà thấy cái nhà lụp xà lụp sụp không à, không có nhà nào cao hết á, chỗ đó quy hoạch chắc luôn. Tại dân ở chỗ đó nó biết quy hoạch, nó đâu có xây được đâu. Mà không xây được luôn, nó xin giấy phép không cho, đúng không? Nên không có dễ ăn đâu. Nên tụi em thấy tự nhiên cái chỗ này sao kỹ ta, cái chỗ này giá đất cao quá vậy, sao nhà nào nghèo như mọi vậy. Bây giờ em nghĩ coi, nếu mà giá đất cao thì thằng chủ nhà đó nó toàn là giàu không à, đâu có nào nghèo đâu, đúng không? Ủa nó giàu sao nó không có tiền xây? Thí dụ giờ xây khách sạn đi, đúng không em? Giờ xây khách sạn đi, tự nhiên mà để nhà ập sụp sụp gì cho bà kia bán châu lòng đâu có nhiêu tiền đâu, đúng không? Bán châu lòng cũng lắm 20 triệu một tháng. Bây giờ khách sạn kiếm 200 triệu một tháng xong xây ta. Nếu mà tụi em nói nó không có tiền xây là tụi em đang lừa mình. Làm gì có chuyện mà nhà mặt tiền không có tiền xây, thứ cha gì cách. Anh nói thiệt với em, nói một câu cùi nhất là nhà mặt tiền nó có nghèo đi thì bạn bè nó cũng giàu thôi à, đúng không? Còn hoặc là nó bán nhà đi chỗ khác, chứ ngồi chỉ ôm đất chỗ đó chỉ cho nghèo. Tại sao thám xây được? Tại nó là quy hoạch. Đơn giản là thôi, nó là quy hoạch, nhìn nó biết rồi. Còn giờ nhìn cho chỗ anh Duy Nguyễn ở có quy hoạch không ta? Quy con khỉ gì nhà nào, nhà nấy cao nhộng mà quy gì? Quy gì bây giờ? Quy tiên thì có chứ hoạch gì? Quy tiên là sao mấy em? Tức là nói là ý á, tụi em quy tiên nhà chưa sập nữa, sao quy hoạch được? Nên có mấy đứa nó rất là ác mồm ác miệng với anh Duy Nguyễn mấy em. Nó nói là, mang Duy Nguyễn mà lên mạng mà chia sẻ kiến thức bất động sản đi, mày mốt nhà nước tịch thu nhà đất của mày, vì mày nghèo đói mày ra đường nè. Ác vậy đó, ác vậy đó mày. Cái nhà anh đang ở đây nói nhà nước tịch thu anh ra đường. Nên cái câu nói là câu nói của bọn gato, cái bọn gan tức ở, cái bọn độc ác. Không bao giờ có khái niệm tịch thu chỗ này hết á. Tại chỗ này có phải quy hoạch đâu tịch thu. Mà tịch thu để làm gì? Mà đâu phải muốn tịch thu là tịch thu mấy em. Nó có luật hết nha. Nên bất động sản á là một cái kho kiến thức nó rộng lớn lắm. Nó có rất là nhiều mảng và rất là nhiều khía cạnh. Tụi em cần phải có kiến thức bất động sản nếu mà tụi em muốn gia nhập vô cái chuyện mà mua nhà, mua đất để xây nhà. Ví dụ như giờ tụi em vô mua trúng khi quy hoạch, trồng tiền đã đời, giấy đờ sang ra luôn, nó quy hoạch vẫn bán được, nó sang giấy đờ cho em luôn. Xong tới lo to chạy lên trên quận xin giấy phép xây dựng nhà, không cấp. Chỗ này hoạch không cấp xây dựng nhà, lúc đó ngồi khóc mỏ chứ o luôn. Trời, nó lừa em lừa má, chồng biết dành dụm được bao nhiêu tiền mua cục đất thì bây giờ bán không được, xây nhà cũng được nữa, nợ ngân hàng nó tiếc hàng tháng rồi. Thôi tôi nhảy lầu tôi chết luôn cho rồi đi. Mà khóc thì kệ bạn thôi, chứ tiền bằng chung bằng chung đồi đất ở đâu của bạn đó, đâu cướp đất bằng đâu. Nhiều cảnh thực tế nó dính lắm em. Hai vợ chồng mới cưới nhau, tương lai còn ở phía trước, cuộc đời rất ư là nhiều tiền đồ, mua trúng miếng đất vay nợ ngân hàng luôn, xong rồi giờ xây cái nhà không được, bán không ai mua, chết ngắt. Nhiều cảnh
nên cái vấn đề quy hoạch á là tụi em cứ nhìn theo những cái dấu hiệu của anh Duy biết, nó bất bình thường là nó phải có vấn đề gì nó mới bất bình thường. Không có riêng gì tự nhiên cái khu đó mà nhà lụp sụp không à. Không có riêng cái gì mà tự nhiên hai bên đường, một bên nhà cao, một bên nhà trời. Nhiều cảnh lắm, nhất là tụi em đi về vùng ven á. Còn thí dụ như tự nhiên ở đâu có đậu đâu, có rừng núi ruộng, rừng rú không, có nhà mồi lên. Mua mấy cái đó làm gì? Đúng không? Cái chỗ đó là chưa hoạch đất rừng, đất ruộng chưa không à. Còn đất phân lô, đúng không? Phải nhìn cho kỹ nữa. Phân lô có nhà hay chưa? Đúng không em? Phân lô có nhà hay chưa? Mà bây giờ á, em nhìn á, nhà mà nhà tạm nó khác nha. Nhà tạm là nhà cấp 4. Mấy cái đó cũng đừng nên tin tưởng. Nhà là phải, nhà thí dụ như nó bèo nhất cũng phải có nhà cao, nhà thấp, đúng không? Yes. Chứ không có khu nào mà toàn nhà lùng tè không hết á. Nhà lùng tè không, nhà tầm bậy rồi. Đúng không? Nhà sai pháp lý, nhà này nhà kia, tất cả mọi vấn đề nhức óc lắm. Giờ hồi nãy giờ nói về mặt xấu quy hoạch không buồn ha. Thôi giờ nói về mặt tốt quy hoạch đi. Mặt tốt quy hoạch là gì? Nhờ có quy hoạch đất đúng mới hiện đại, nhờ có quy hoạch đất đúng mới phát triển, nhờ có quy hoạch nhìn ta mới giàu, mới sang, mới ABC các kiểu đó. Thí dụ như bây giờ nhà liền kề là gì? Là quy hoạch đó. Quy hoạch chỗ đó thành nhà liền kề. Anh lấy một cái ví dụ về quy hoạch, giống như cái ngày xưa cái chỗ đó đó là đất đó, thì rộng thênh thang, nhà có vài ba hộ, ok, xong rồi chỗ đó quy hoạch thì vài ba hộ đó được nhận tiền đền bù đó, thì nhà người ta dọn người ta đi chỗ khác, còn người ta không dọn thì người ta có cách phản ứng khác. Và cái đó khỏi nói nha. Đó. Thì giả sử như cái ta chọn hết đi, tạo thành khu đất trống, thì trên khu đất trống đó người ta sẽ quy hoạch thành gì? Thành nào là căn hộ cho thuê một khu, bệnh viện một khu, rồi trường học một khu, đó, công viên một khu, rồi biệt thự một khu, liền kề một khu. Đó thì khi họ quy hoạch, họ vẽ ra bản vẽ tổng thể đó, trình với nhà nước approve cái bản vẽ đó, xong họ tiến hành, họ phân lô, họ bán nền. Đó, họ phân lô, họ bán nền. Mà nhưng vấn đề mua đất quy hoạch thì bữa sau gì nói, bữa nay gì không nói. Nhưng mà cái quy hoạch là một cái gì đó mà chúng ta phải hiểu để chúng ta có thể thích ứng. Còn về một cái đất nước á, thì tất nhiên là phải có quy hoạch thì mới phát triển được. Còn nếu mà không quy hoạch á, thì không phát triển được. Bởi vì ở Việt Nam mình nó cái sự phát triển nó rất lộn xộn, nó không theo một cái quy hoạch nào chung cả. Đó. Còn ví dụ như những cái nước khác nó quy hoạch rất là rõ ràng, người dân không có sự chọn lựa. Cái này cũng là con dao hai mặt, giống như ở Việt Nam này anh Duy Nguyễn có thể sơn, thích nhà mặt tiền thì để mặt này, không thích thì để mặt khác, gì cái nóc nhà muốn để sao để, cửa sổ muốn để sao để. Đó, thì nó tạo ra một cái những cái nhà khác nhau, nó không theo một cái công thức nào cả, thì nhìn nó không được đẹp lắm. Đó, nhưng mà người chủ nhà đó, người ta có quyền, người ta xây cái nhà theo ý của mình. Đó, nó không phá vỡ kiến trúc và nó không phá vỡ quy hoạch là được. Em hiểu không? Mà một cái vấn đề rất riêng ở Việt Nam này á, là đất Việt Nam còn rất nhiều. Việt Nam là một đất nước đang phát triển, thì cái vấn đề quy hoạch sẽ là vấn đề rất là dài hạn trong tương lai. Nên bây giờ á, là một là tụi em á, mua nhà chung cư, hai là tụi em mua đất tụi em xây nhà. Nhưng mà khi mua đất xây nhà thì tụi em mới quan tâm những vấn đề như Nguyễn trình bày. Còn mua chung cư á, thì không cần quan tâm lắm nha. Ở Sài Gòn đi, tại anh ở Sài Gòn thì anh ở Sài Gòn hơn. Ở Sài Gòn thì những chỗ nào quy hoạch và những chỗ nào không quy hoạch, những cái khu mới á, đa phần là khu quy hoạch, giống như cái đảo Kim Cương, Bình Quận 2, đúng không? Cái chỗ đó là chỗ quy hoạch đó. Cái chỗ đó là chỗ quy hoạch, nó có bản đồ quy hoạch là ví dụ như cái nhà nào ven sông thì phải xây biệt thự. Em mua đất ở chỗ đó, em không được xây chỗ khác. Mà thậm chí mua đất chỗ đó chưa có sổ luôn, ví dụ vậy. Đó. Rồi ví dụ như em xây nhà nó phải, chỗ đó là nhà phố thì em phải xây nguyên dãy nhà phố luôn. Tụi em không được xây cái nhà chòi. Ví dụ như ngộ vậy đó, ví dụ như em có tiền em đâu phải là muốn xây xây đâu. Ví dụ như chỗ người ta xây nhà 3 tầng, em phải xây 3 tầng. Mày xây 1 tầng không cho. Nghèo chịu à. Nghèo đừng đú. Đó, nó mới nói câu cùn vậy thôi á. Còn những cái đất á, mà nó xây dựng tự do được á, là hầu như nằm ở ngoài đường lắm em. Những cái hai cái miếng đất nằm ở trục đường nó kêu là nhà phố. Đó, nhà phố. Nói phải lấy ví dụ đường Âu Cơ, nó nhà phố hai bên luôn. Nhà phố hai bên dạng nhà ống á. Nhà ống, nhà phố, kinh doanh này nọ kia. Còn có những cái đất, có những cái đường mà nó vô quy hoạch mà có. Hiểu không, hiểu không? Hai đôi đường. Có những cái đường nó do quy hoạch mà có, mà có những đường tự nhiên nó có trước khi quy hoạch. Có anh gì ví dụ, đường ở bên Thủ Thiêm đó, 4 con đường 10.000 tỷ đó. Đó là đường quy hoạch mà có. Đường gì Vành Đai Châu Thổ, rồi gì Phù Sa, đường đặt tên cũng sốc hàng lắm em. Đó, đó là những cái đường quy hoạch mà có. Đường số 7 chỗ anh quy hoạch mà có, đường số 6 đây quy hoạch mà có. Trước tiên đây không có đường. Đường số 7 quy hoạch mà có, nên sau khi quy hoạch đường đó, một bên là biệt thự, một bên là nhà phố. Wow.
thấy hay không? Không tin xách xe chạy đi. Một bên là nhà phố nhỏ ống bán cháo lòng cháo canh gì đó, bên biệt thự bán cà phê. Nói không, cái đó là cái kinh nghiệm tụi em nhìn tụi em biết, không phải tự nhiên cái đó nó còn miếng đất Trà Bá đó nó bán cà phê, mà cái chỗ đó là chẳng qua đất biệt thự đó ba, mà chủ nhà chưa có tiền xây biệt thự cho thuê quán cà phê, hiểu không? Đó, quy hoạch rất là nhiều loại lắm. Còn những con đường tự nhiên mà có là đường cách mạng tháng 8 đó, con đường Trường Chinh đó, đường đó là từ xa từ xưa nó có rồi, đâu quy hoạch gì đâu. Thì bây giờ là mình quy hoạch dựa trên những con đường đó, chứ không phải là con đường đó nó có nằm trong cái đồ quy hoạch mà tôi vẽ ra. Nhức đầu chưa? Còn giờ đi nước ngoài luôn, đi nước ngoài Paris coi rồi đúng không? Thấy nó quy hoạch đẹp chưa? Nhà đẹp chưa? Trả lời một câu coi mày đẹp không? Yes. Đó, đúng không? Nhà Paris rất đẹp, không bàn cãi nữa. Đi qua Singapore chưa? Singapore là cả nhân dân khỏi có nhà luôn, toàn là nhà cao tầng không à, dân ở chung cư. Singapore đó, dân ở chung cư, không có chuyện mà ở cái nhà nhóc này đâu, không có nha. Ở chung cư không à. Còn dân siêu giàu của Singapore thì nó ở biệt thự. Nó biệt thự, cái đó là quy hoạch của Singapore. Hồng Kông cũng vậy nha, Hồng Kông cũng vậy. Nhật Bản quy hoạch cũng rất đẹp. Nói chung những cái thành phố nó hơn thua nhau ở chỗ quy hoạch thêm thôi. Thí dụ như bây giờ du khách nước ngoài nó đến Việt Nam mình, nó nhìn nó thấy đẹp thì nó khen đẹp thôi, nó thấy xấu thì nó chê xấu thôi, chứ nó có cốc cần biết Việt Nam mình quy hoạch sao hết á. Đó, mà nói về quy hoạch á, thì ở Việt Nam mình anh nói thiệt, quy hoạch không đẹp. Không đẹp. Giống như cái Sapa đó, quy hoạch cái gì đâu mà giờ xây một đống nhà xấu quắc trên núi luôn. Đó là không thay đổi được nha. Bây giờ cái vấn đề quy hoạch nó dở hay xấu là do tầm nhìn. Đúng không? Tầm nhìn mình quy hoạch sai, giống như người quy hoạch giống như là người xây một cái nhà vậy đó. Thí dụ như tụi em xây cái nhà, tụi em thiết kế cái nhà xấu, tụi em bố trí các phòng ốc nó không hợp lý, thì đâm ra cái nhà của em nó sẽ xấu. Còn tụi em quy hoạch một thành phố nó xấu thì thành phố đó nó sẽ xấu. Còn đó là cái phạm vi mà nó rất là rộng lớn, chúng ta không thể nào tiếp cận được. Chúng ta chỉ cần biết ở chỗ nào quy hoạch, chỗ nào không quy hoạch để chúng ta mua cho nó hợp lý thôi. Còn như mấy bạn nào muốn lướt sóng chơi quy hoạch ra phiêu lắm, bạn vui lắm, chỉ cho cắm đầu cắm chỗ vô mua đất quy hoạch hết luôn, không giấy tờ mua luôn. Wow, không ngồi đó lướt chờ. Chờ gì? Chờ quy hoạch. Không quy hoạch thì chờ 20 năm sau nó cũng chưa quy hoạch, chết. Khi bạn đi mua đất nó nè, trời anh mua chỗ này đi, mốt chỗ này mở đường vành đai nè. Vậy thì bạn hỏi đăng câu ok được rồi, giờ đất này có sổ chưa? Sổ cấp hồi nào vậy? Đúng không? Mấy cái sổ cấp xa coi chừng nha. Cái sổ mà cấp năm 1991 gì đó là giờ cách đây 91 giờ nhiêu năm em? Gần 30 năm có rồi đó. Coi chừng. Ví dụ sổ mới 2019, 2018, yên tâm hơn. Nó yên tâm hơn. Nên bây giờ mua đất, mua cát, mua nhà, mua cửa, nhìn này nhìn nọ thì nó có lý thuyết chung, mà nó cũng có cái riêng. Cái riêng thì cầm sổ đỏ đi rồi nói chuyện, chứ không có sổ đỏ không nói chuyện được mấy em. Không nói chuyện được. Còn nhà anh Duy Nguyễn, anh Duy cái tâm lý của anh né quy hoạch cho chắc ăn ba ơi. Cuộc đời của anh nằm gần quy hoạch thôi, chứ anh không dám vô quy hoạch. Giống như tụi em hỏi anh có mua Phú Mỹ Hưng không, thôi mua làm gì ông nội. Không mua, không mua Phú Mỹ Hưng được, anh không thích. Anh không thích mua Phú Mỹ Hưng, anh thích ở gần Phú Mỹ Hưng vậy đó, chứ anh không thích mua Phú Mỹ Hưng. Đó là lý do anh mua Lý Phục Mang. Em thấy Lý Phục Mang hài không? Cái nhà của anh Cao Trà Bá, rộng thanh thang, cái nhà kế bên cấp 4. Thằng kia nó vô comment thiệt, anh ơi sao anh không quất của nhà đi anh, chứ anh để cái nhà đó giống như mốt anh Mercedes đời cao nằm kế bên Lexus đời 90. Nó chịu thôi chứ sao giờ. Nhà kế bên người ta có chủ người ta không bán, là sao mua? Nó khổ vậy đó. Mua đất mua nhà nè, phân lô mà, lô này lô kia, chủ bán mua không bán thôi à. Không có cách nào hết á. Bởi vì những cái nhà nằm ở ven đường đó là nhà xây dựng tự do. Bây giờ đất có hoạch hay không hoạch, nhìn vô sổ đỏ biết luôn. Chỉ chưa ta? Nope. Chưa chỉ hả? Mà nên chỉ không ta? Nhìn với ẹt nha, đề chữ xây dựng tự do là không quy hoạch, còn đề chữ đất ở lâu dài là hên xui. Đất ở lâu dài thì có thể có hoạch hoặc không quy hoạch, xây dựng tự do là không quy hoạch. Bởi vì cái sổ đỏ nó phản ánh rất là nhiều điều nha các bạn. Đất ở ven đường thường là xây dựng tự do. Bạn mua đất xây dựng tự do bạn dễ xây hơn, còn bạn mua đất mà xây theo quy hoạch khó xây hơn. Khó lắm. Mà bàn đất mặt tiền á thì mới là bàn, còn bàn đất mặt hẻm á thì không bàn nữa nha. Tại cái hẻm á nó không có giải quyết được cái gì hết bạn ơi. Bây giờ cuộc sống văn minh sau này nó không còn hẻm đâu, đúng không? Thí dụ như bạn bây giờ á, bạn đi nước ngoài hay bạn đi đâu đó, tôi không phải đến nước ngoài, tôi khoe tôi đè Việt Nam,
Nhưng mà Việt Nam mình trước sau phát triển như nước ngoài thôi, không khác được, đó là con đường chung của nhân loại mà. Thí dụ như bây giờ nhà hẻm là nhà gì? Không lẽ giờ 129, sạc 2, sạc 7, sạc 16 ồ đi kiếm cái địa chỉ đó khùng luôn á. Không bao giờ có địa chỉ đó cả. Khi mà quy hoạch một khu á, nó sẽ làm đường bằng cờ. Nó làm đường bằng cờ các bạn. Thí dụ như giờ nói giờ tao gì, khu Nam Long quận 7 là thằng Giao Thư giờ nó cũng biết hết, không nói nhiều nữa. Nó chỉ cần đi khu thôi, đúng không? Giống như bên Mỹ à, là khu thành phố San Jose, khu gì đó, biết đúng không, là tới khu đó Giao Thư thôi. Thì anh lấy ví dụ tới hồi giờ mình Nam Long quận 7 không chơi thương mại, khu Bình Chế Đông B Bình Tân, khu tên lửa. Ý kiến cò gì đó, thì đi tới khu tên lửa tìm nhà Duy Nguyễn 107 đường số 6 rồi xong, không có sẹt xiết gì đó. Ở đây nguyên khu này mà kiếm nào ra cái sẹt, không có nào sẹt hết á, đúng không bạn? Tại vì cái chỗ quy hoạch mới á là bao giờ nó cũng làm đường bằng cờ hết, đường nó sẽ số chẵn và số lẻ, số chẵn nằm ngang, số lẻ nằm dọc, ví dụ vậy, đúng không? Thì kiểu gì á nó cũng chỉ là đường thôi. Thì hai cái nhà đâu nhau, ví dụ cái này là gì đó, nó đường bằng cờ là hai đường đây nè, hai nhà đâu nhau vậy đó, nó một đống đường nó chọc ngang vậy đó, xe cứu quả chạy được, đàn bà đẻ ok đó, đưa thư ok, tập gym ok, tìm nhà ok. Một cái xã hội nó sẽ được quy hoạch như vậy, nên cái khái niệm hẻm chỉ còn là dĩ vãng xa xăm thôi. Của những cái gì của ngày trước nó không thay đổi được thì nó buộc cái hẻm, giống như hẻm nhiêu Trần Đình Xu này nọ kia đó. Nhưng mà cuộc sống mới sau này, tất cả những vùng đất mới họ đều quy hoạch hết, quy hoạch thành từng khu này, thì sau này những chỗ quy hoạch nó đẳng cấp hơn chỗ kia chắc chắn rồi. Những chỗ quy hoạch là chỗ nhà giàu ở, còn những chỗ kia là dân truyền thống ở nha các bạn. Thôi chủ đề quy hoạch khép lại đây đi, bữa sau nói tiếp về cách kinh nghiệm mua nhà quy hoạch này nọ kia. Bây giờ tới giờ Di phải đi kiếm đào rồi. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.